Xin gọi tôi là Tổng Giám Lâm Canh Tân mê Đàm Tùng Vận lắm rồi Nhưng vẫn cứ thích cả khịa Bộ phim xin gọi tôi là Tổng Giám Do Đàm Tùng Vận Lâm Canh Tân đóng chính Vẫn đang được phát sóng trên Joku Và thu hút nhiều sự quan tâm từ phía khán giả Mới đây cộng đồng mạng chia sẻ đoạn clip Ninh mông Đàm Tùng Vận ngồi khóc một mình Và Lục Kỳ Minh Lâm Canh Tân lại vô tình nhìn thấy Chẳng là sau khi không làm thư ký cho Lục Kỳ Minh, Ninh Mông lại tự đứng trên đôi chân của mình để làm điều mà cô thích nhất, đầu tư. Tuy nhiên quá trình đầu tư của Ninh Mông lại không được thuận lợi trong lúc đang thất vọng ninh mông đã ngồi khóc dầm rứt. lục kỳ minh vô tình đi ngang qua và lập tức ghé lại để an ủi ninh mông hài hước ở chỗ lục tổng chú ý đến đôi giày cao gót mà ninh mông đang mang đầu tiên thay vì thể hiện thái độ ân cần lục kỳ minh lại cả khịa cô thư ký nhỏ là đôi giày cao gót không hợp buồn cười hơn dù ninh mông có mang giày cao đến thế nào thì lúc đứng cạnh lục kỳ minh cô vẫn trông vô cùng nhỏ bé lục kỳ minh thì lại cao to và điển trai nhưng chẳng sao có tranh lệch chiều cao thế nào chăng nữa thì sau này Lục Kỳ Minh cũng phải quỳ gối dưới chân Ninh Mông để chờ được cường chiều cô nàng mà thôi. Lục Kỳ Minh xem ra khá là quan tâm đến chuyện ăn mặc của Ninh Mông. Xem tới cảnh này, khán giả của Sinh gọi Đôn là Tổng Giám đã nhận ra sự quan tâm đặc biệt mà Lục Kỳ Minh dành cho Ninh Mông. Chỉ là Lục Kỳ Minh cục xúc quá, không biết làm cách nào để biểu đạt tình cảm. Nhưng cũng chẳng hề gì, khán giả cứ bình tĩnh chờ thêm vài tập phim nữa. Rồi cặp đôi này cũng sớm nói lời yêu nhau thôi. Xin gọi tôi là tổng giám được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên phim thuộc thể loại hài tình cảm lãng mạn. Nội dung kể về mối tình oan gia ngõ hẹp nhưng không kém phần ngọt ngào giữa nàng thư ký đầy cả tính Ninh Mông, Đàm Tùng vận thủ vai và chàng tổng tài khó tính Lục Kỳ Minh, Lâm Cảnh Tân thủ vai. Xin gọi tôi là tổng giám hiện vẫn đang phát sóng trên Zoku vào mỗi ngày trong tuần. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pivelog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.